cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh youtube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định về việc phê duyệt phương án tổ chức kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Theo đó, thí sinh thì bắt buộc hai môn gồm ngữ văn toán và hai môn tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12 gồm ngoại ngữ lịch sử vật lý hóa học sinh học địa lý giáo dục kinh tế và pháp luật tin học công nghệ trong đó môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm kỳ thi được tổ chức trên toàn quốc theo cách thức trung đề trung đợt thi cùng thời gian theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo về phương thức xét công nhận tốt nghiệp Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định kết hợp giữa kết quả đánh giá quá trình và kết quả thi tốt nghiệp theo tỷ lệ phù hợp với lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo chung, ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn, kế hoạch tổ chức kỳ thi, hướng dẫn tổ chức công tác thanh tra kiểm tra giám sát kỳ thi. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi tại địa phương. Phương án thi này được thực hiện từ năm 2025, trong giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2030, kỳ thi giữ ổn định phương thức thi trên giấy. Giai đoạn sau năm 2030, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ từng bước thí điểm thi trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm ở các địa phương có đủ điều kiện, có thể kết hợp giữa thi trên giấy và thi trên máy tính khi tất cả các địa phương trên toàn quốc có đủ điều kiện sẽ chuyển sang tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm. Mục đích tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhằm đánh giá đúng kết quả học tập của người học theo mục tiêu và chuẩn cần đạt theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đấy kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và làm một trong các cơ sở để đánh giá chất lượng dạy học của các cơ sở giáo dục phổ thông và công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục cung cấp dữ liệu đủ độ tin cậy cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh theo tinh thần tự chủ. Phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 là thông tin được các nhà trường, học sinh và phụ huynh mong đợi trong suốt thời gian qua. Bởi năm 2025 là năm đầu tiên các học sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 sẽ tốt nghiệp bậc trung học phổ thông. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 có nhiều điểm khác biệt so với chương trình giáo dục phổ thông trước đó còn gọi là chương trình 2000 từ mục tiêu quan điểm, phương pháp giáo dục, cơ cấu hệ thống cũng như các môn học đặc biệt là ở bậc trung học phổ thông. Cụ thể, trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, giáo dục cơ bản kết thúc ở bậc trung học cơ sở, bậc trung học phổ thông là giai đoạn giáo dục hướng nghiệp, do đó học sinh bậc trung học phổ thông bắt buộc phải học tất cả các môn học như chương trình cũ mà chỉ phải học bắt buộc 4 môn gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ và lịch sử. Ngoài 4 môn học bắt buộc, học sinh được lựa chọn học thêm một số môn học trong các môn còn lại. Do điều chỉnh trong chương trình học nên việc thi tốt nghiệp trung học phổ thông đối với học sinh học theo chương trình mới cũng cần có sự thay đổi phù hợp, lựa chọn thi tốt nghiệp trung học phổ thông với bốn môn đang được nhiều ý kiến ủng hộ vì giảm áp lực cho thí sinh, gọn nhẹ trong tổ chức nhiều giáo viên học sinh mong sớm chốt phương án. Như vậy, số môn thi và việc học sinh biết trước môn thi hoàn toàn giống với thi tốt nghiệp trung học phổ thông cách đây hơn 40 năm. Tuy nhiên, việc thi 4 môn năm 2025 có nhiều điểm mới, có 36 cách lựa chọn các môn thi thay vì 4 tổ hợp như trước đây và yêu cầu cần đạt là phẩm chất năng lực chứ không phải kiến thức, kỹ năng như trước. Vì vậy cần thay đổi đồng bộ về giáo dục hướng nghiệp, quan điểm dạy và học, tuyển sinh đại học ở tầm cao mới. Thi tốt nghiệp chỉ 4 môn, tuyển sinh đại học sẽ ra sao? Nhiều năm qua phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông vẫn là chủ đạo trong nhiều phương thức xét tuyển được các trường sử dụng, nhưng từ năm 2025, học sinh lớp 12 thi tốt nghiệp theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ có nhiều thay đổi trong tổ chức thi, đề thi và quy định xét tốt nghiệp. Theo kế hoạch thi tốt nghiệp trung học phổ thông, mỗi thí sinh sẽ thi 4 môn gồm 2 môn bắt buộc là Ngữ văn, Toán và 2 môn tự chọn trong số các môn Vật lý, hóa sinh, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ công nghiệp, công nghệ nông nghiệp, ngoại ngữ. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc thi 4 môn trong đó hai môn tự chọn sẽ giúp các em chủ động hơn trong việc lựa chọn các môn học đáp ứng tổ hợp xét tuyển mà mình mong muốn và theo đúng thế mạnh, từ đó tập trung ôn luyện tốt hơn để đạt được điểm số cao và trúng tuyển vào trường đại học đúng nguyện vọng. Cùng quan điểm trên, Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc thi tốt nghiệp trung học phổ thông chỉ 4 môn có thể giúp học sinh có thêm cơ hội tập trung vào những môn học sở trường, từ đó nâng cao điểm số tốt nghiệp. Điều này có thể giúp tăng tính phân hóa trong quá trình xét tuyển vào đại học khi các trường có thể yêu cầu các tổ hợp môn thi khác nhau tùy theo ngành học. Đối với các trường có sức cạnh tranh không cao lắm, việc sử dụng các tổ hợp truyền thống cũng là đủ để tuyển sinh ngoài ra còn thêm các phương thức đánh giá khác như năng lực tư duy và xét tuyển dựa trên quá trình học tập trung học phổ thông nhằm đánh giá khả năng theo đuổi quá trình học tập ở bậc đại học tuy nhiên đại diện nhiều trường đại học khác cho rằng thi tốt nghiệp bốn môn trong đó có hai môn tự chọn có thể ảnh hưởng đến các ngày học có yếu tố tự nhiên như hóa toán vật lý lý thuyết sinh các ngành học này có thể chịu ảnh hưởng nếu học sinh chủ yếu chọn những môn xã hội để dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông dẫn đến sự thiếu đa dạng trong nguồn tuyển sinh đối với các ngành khoa học tự nhiên. vậy nên việc giảm môn thi có thể khiến các trường đại học dựa nhiều hơn vào các kỳ thi đánh giá năng lực độc lập như của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đào sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 chắc chắn sẽ có tác động đáng kể đến định hướng thi, chọn ngành của thí sinh cũng như vấn đề tổ hợp môn xét tuyển vào các trường đại học. Về phía các trường đại học, đòi hỏi cần linh hoạt điều chỉnh phương thức tuyển sinh đại học chính quy sao cho phù hợp. Trước mắt là sự thay đổi về tổ hợp xét tuyển để giúp học sinh có thể đăng ký vào những ngành theo nguyện vọng mà các em đã định hướng từ đầu cấp trung học phổ thông. Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ Thái Bình đã tổ chức khảo sát nguyện vọng học sinh về việc lựa chọn hai môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo có thông báo phương án thi. Theo thầy hiệu trưởng Nguyễn Văn Hoàng, tại thời điểm này đa số lựa chọn thi các môn khoa học xã hội 80%, số học sinh lựa chọn các môn khoa học tự nhiên chỉ chiếm 20%, ở mỗi lớp cũng có sự lựa chọn đa dạng với nhiều nhóm môn khác nhau tuy nhiên sau nhiều lần tư vấn hướng nghiệp tư vấn lựa chọn môn thi của ban tư vấn hướng nghiệp trường trung học phổ thông nguyễn huệ và thầy cô chủ nhiệm học sinh có thay đổi đáng kể môn thi cũng gọn hơn học sinh trong mỗi lớp có sự thống nhất cao hơn trong lựa chọn hai môn thi ví dụ cặp môn địa lý giáo dục kinh tế và pháp luật có tỷ lệ chọn cao nhất tiếp đến là lịch sử địa lý lịch sử giáo dục kinh tế và pháp luật nhóm môn học tự nhiên tập trung ở cặp môn vật lý hóa học trong số các môn có học sinh chọn, tiếng Anh có số lượng ít nhất, hai môn công nghệ và tin học học sinh không lựa chọn vì tâm lý thận trọng, đây là hai môn chưa từng thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tương tự, trường trung học phổ thông công nghiệp Hòa Bình thực hiện khảo sát việc lựa chọn môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 từ năm học 2023-2024. Đầu năm học 2024-2025, nhà trường cho học sinh đăng ký nguyện vọng môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông Kết quả 100% chọn các môn thi có trong các tổ hợp xét tuyển đại học cao đẳng không có học sinh chọn môn mới như công nghệ, tin học. Cô Vương Thị Kiều Nga, phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, việc lựa chọn môn thi của học sinh dựa trên năng lực sở trường của bản thân và theo định hướng nghề nghiệp các tổ hợp xét tuyển vào trường đại học các em mong muốn. Quá trình này các em luôn có sự đồng hành tư vấn định hướng của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn. Đồng thời, trong các môn học đặc biệt môn hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, học sinh được cung cấp các thông tin, kỹ năng quan trọng trong lựa chọn ngành nghề phù hợp. Nhà trường có các buổi định hướng, tư vấn, hướng dẫn học sinh lựa chọn môn thi phù hợp. Trong thời gian tiếp theo, dựa trên kết quả học tập rèn luyện của học sinh, nhà trường tiếp tục tư vấn, hướng dẫn các em lựa chọn phù hợp nhất. Học sinh có thể tiếp tục cân nhắc lựa chọn lại môn thi dựa trên năng lực và kết quả học tập. Bởi vậy, học sinh tuyệt đối không nên lựa chọn môn thi theo cảm tính, số đông mà cần căn cứ trên năng lực sở trường, định hướng nghề nghiệp, nguyện vọng học đại học của bản thân. Các em cần tham vấn ý kiến của thầy cô, gia đình trước khi quyết định lựa chọn, đồng thời không nên thay đổi khi lựa chọn và ôn tập. Khi đã có sự lựa chọn môn thi, cần xây dựng kế hoạch học tập phù hợp, phân phối thời gian hợp lý ở các môn học, kể cả môn lựa chọn thi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng như môn không lựa chọn thi.